đột phá. Trận chung kết này thì cái gánh nặng nó dồn lên vai có thể nhiều hơn cái trận thông thường. Đây không chỉ là xây dựng nữa, đây là miền Bắc. Miền Bắc thân yêu thì không hiểu là các bạn sẽ có thêm những lửa nhiệt tình quyết tâm như thế nào. Tại miền Trung, hãy đến với điểm cầu để học vượt qua Đà Nẵng. Tại Tây Nguyên, hãy đến với điểm cầu để xem Đà Nẵng. Không phải chỉ có một đội nổi trội mà hiện nay là Gia Sinh và Bách Khoa đang rất là sát sao. Đây là một cái đội tuyển SV rất là chắc. Các bạn đang có cái đà bứt phá rất là mạnh. Mạnh cả phần chuẩn bị sẵn ở nhà và tại chỗ. Họ sẽ phải vượt lên chính bản thân mình. Đây là một đội mạnh. Có cái tư duy nghệ thuật rất là hoàn hảo. Gia Sinh sẽ dễ dàng áp đảo. Tại Việt Nam, hãy đến với điểm cầu. Đội tuyển này chứa đựng những yếu tố bất ngờ. Tỏ rằng đấy là một tập thể, tôi có thể nói rằng khá là toàn diện. Đại diện cho sinh viên của khu vực phía Nam tham gia chương trình SV 2012 chung kết toàn quốc vào cuối tháng 12 này là một đội xứng đáng. Với bốn đội này chắc chắn ở trận chung kết sẽ có kịch tính. Cả ba đội chơi còn lại đều là những đối thủ đáng gờm. Mỗi đội có một cái điểm mạnh riêng. Rất là tin tưởng là cái khả năng chiến thắng của đội mình. Thưa quý vị, mặc dù là khép lại hành trình của SV 2012, bản thân Nguyên Khang cùng với tất cả những ekip cảm thấy có rất là nhiều kỷ niệm. Đó có thể là những tràng cười thú vị khi các bạn thể hiện được sự tế táo của những nhà thông thái vui tính. Nhưng đôi khi có thể là những giọt nước mắt khi thấy các bạn thể hiện những chủ đề trên sân khấu này. Mặc dù vất vả như vậy, nhưng chúng tôi đã gắn bó với nhau sau gần một năm hoạt động. Và thưa quý vị, mặc dù khép lại SV 2012, nhưng vào khung giờ 10 giờ sáng Chủ nhật, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục với SV 2013 với phiên bản Mr. Ennis. Chính vì vậy, quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi nhé. Chúng ta đang cùng đến với cuộc thi Mr. và Miss năm 2013. Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Diễn viên MC Bình Minh, nam ca sĩ Hồ Trung Dũng, hoa hậu Ngọc Hân. Mười. Nếu như thêm được một môn nữa vào đây cũng tốt, ví dụ như môn nhảy dây chẳng hạn. Bạn Nguyễn Anh Vũ, thủ khoa đầu vào trường Đại học Hà Nội. Cố lên. Chính xác, xin chúc mừng. Áo anh xin chỉ đã lâu, mới mượn cô ấy về khâu cho rồi. Vào buổi sáng ngày 2 tháng 9 năm 1969,